Sau 7 ngày cặp song sinh thiên thần bị bỏ rơi, vào ngay đúng đêm giao thừa thì mình nhận được thông tin từ một cái tài khoản mạng xã hội chia sẻ một vài cái thông tin về các bé. Bé gái tên biệt danh là bé dâu, còn bé trai biệt danh là cu xin, và các bé là được khoảng 3 tháng 10 ngày. Chưa rõ thông tin này thực hư như thế nào, nhưng mà sắp tới nếu mà cha mẹ không quay lại đón các con thì chị Dính có cơ hội sẽ được nhận hai bé làm con nuôi. Và mọi người theo dõi video sau đây nhé. Điều như mọi người đã biết rồi, vào khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 12 á, thì chị Dính đang tập thể dục á, thì phát hiện một người phụ nữ để một cái thùng giấy và một cái giỏ đồ xuống dưới cửa nhà mình. Qua kiểm tra á, thì chị ấy phát hiện rằng bên trong đó là có hai em bé, một trai một gái, liền báo với lại cơ quan chức năng địa phương cũng như gia đình. Thì sau đó cơ quan chức năng địa phương cũng ra một cái thông báo liên quan tới cái việc mà trẻ em bị bỏ rơi, cụ thể hơn là hai bé, một trai một gái, sức khỏe rất là bình thường, và ra cái thông báo rằng trong vòng 7 ngày kể từ ngày 25 tháng 12 2023, tức là ngày mà cơ quan chức năng ra cái thông báo đó, nếu như mà cha mẹ của bé phải đến liên hệ với ủy ban xã để mà nhận lại con. Trong qua cái thời hạn đó, nếu mà không có nhận lại con đó, thì cơ quan chức năng địa phương sẽ giải quyết theo cái trình tự của pháp luật. Và trao đổi với lại báo Tuổi Trẻ đó, thì lãnh đạo của địa phương cũng chia sẻ rằng á, thì các bé được sinh ra thì khỏe mạnh bình thường, tim phổi là không có vấn đề gì, và cũng chưa có phát hiện ra bất kỳ cái bất thường nào cả. Cả hai bé thì đều đã rung rốn và trong cái tình trạng là tỉnh táo. Đó là những thông tin mà mình đã tiếp nhận trước đó về hai bé. Và cho tới ngày hôm nay thì cũng đã 7 ngày trôi qua rồi mọi người. 7 ngày trôi qua rồi, nhưng mà chị Dính cũng cho mình biết là chưa có thông tin gì mới về cha mẹ của bé cả. Nhưng mà cho tới khoảng tối ngày hôm qua, tức là ngày 31 tháng 12 vào khoảng gần 9 giờ tối, tức là cũng gần giao thừa, thì mình nhận được một cái tin nhắn từ một cái tài khoản mạng xã hội. Thì cái nội dung tin nhắn như thế này mọi người, liên quan tới là cái hai bé này, như mọi người có thể thấy là một cái tài khoản không có để hình đại diện, và trong cái này cũng không có đăng bất kỳ cái bài viết nào. Thì cái người này đã nhắn cho mình cái hình của hai bé cũng như là vài cái thông tin liên quan tới hai bé này. Cụ thể hơn là cái tin nhắn được thể hiện rằng: nhiều lúc buồn quá, nghĩ mà thấy mệt vì ai đó không hiểu, sẽ dành những cái điều tốt đẹp nhất cho hai con, chỉ cần hai con bình an vui vẻ là được rồi. Mẹ yêu hai con. Qua đó thì cái nội dung mà tài khoản này nhắn nó cũng thể hiện đó, bé gái có tên là bé dâu, còn bé trai á tên là cu xin, và cả hai bé là đều được 3 tháng 10 ngày rồi. Sau đó thì mình cũng đã liên lạc để mà cũng như hỏi thêm thông tin đó, cũng như là để mà tìm hiểu xem cái hoàn cảnh như thế nào, cái câu chuyện như thế nào á, thì cái tài khoản này có nhắn cho mình một cái số điện thoại, và mình có gọi vài lần rồi nhưng mà kiểu như là người ta không có nhận cuộc gọi. Có thể là chị ấy cũng rất là ngại cho cái việc mà nghe, nhưng mà mình không hiểu tại sao lại để lại cái số điện thoại cho mình. Bây giờ thì mình sẽ thử gọi lại một lần nữa xem sao nha mọi người. Có đổ chuông nha mọi người, có đổ chuông, tức là bên kia là điện thoại vẫn bình thường. Mình đã gọi 3 cuộc trước đó rồi nhưng mà thấy là kiểu như mình tắt máy ngang á, không có nghe điện thoại, thấy cuộc gọi đang bật. Bây giờ thì có đổ chuông rất là lâu. Alo. Alo. Chào chị nha. Mình là Cúng Chiến đây. Hai bé đó là sinh vào ngày nào ấy chị hả? Bây giờ tắt máy rồi người. Mình chị ấy tắt máy rồi. Đây là lần đầu tiên chị ấy bắt máy luôn nhưng mà tắt máy rồi. Thì chắc là chị ấy cũng không có muốn liên lạc để mà nhận lại con, tại vì tới nay là cũng thời hạn 7 ngày trôi qua rồi. Có thể là người mẹ này chỉ muốn cung cấp thêm một số cái thông tin liên quan đến cả các con của mình. Thì ở đây thì chị nói là các bé là được 3 tháng 10 ngày rồi. Nếu như mà cái thông tin này chính xác thì có thể là các bé sẽ sinh vào ngày 21 hoặc là 22 tháng 9.
Trước đó thì khi mà nhận được hai bé thì cũng rất là nhiều người chia sẻ cái quan điểm rằng là ở địa phương thì gần như là rất là ít người và họ đều nắm bắt cái thông tin nên là sẽ không có ai bỏ con lại như vậy. Và cái vùng này là một cái vùng trồng chuối rất là rộng lớn, thì công nhân mà ở dưới miền Tây cũng như là những cái vùng khác lên làm rất là nhiều. Thì có thể khả năng á, mẹ của hai bé là một trong số những người công nhân này. Và cũng nhiều người nói rằng là các bé giống như là người Lai á, chứ không phải là người Kinh. Tại vì mũi cao và da hơi nậm đen, có thể là người Khmer. Và theo như tài khoản mà nhắn cho mình á, thì có thể là ở dưới một cái tỉnh miền Tây. Qua giọng thì thấy là cái người phụ nữ là một cái người đứng tuổi, và khá là đứng tuổi rồi chứ không còn trẻ nữa. Nhưng mà thôi, coi như nếu mà chị ấy muốn chia sẻ thì chị ấy sẽ gọi lại, còn nếu mà chị ấy còn ngại thì chắc là chị ấy chưa muốn chia sẻ đâu mọi người. Và theo những cái thông tin mà chị ấy gửi thì có thể là chị ấy muốn cung cấp thêm cái ngày sinh của các bé cho mọi người, là cho cái người mẹ nuôi là biết được. Nhưng mà thôi, nói chung là các bé đã có duyên với gia đình chị Dính, và nếu mà gia đình chị ấy mà được nhận nuôi các bé thì cũng là một cái điều rất là có phúc đối với các bé. Tại vì mình thấy là chị ấy rất là thương các bé luôn, kiểu như thương trẻ con rất là lâu rồi, mong chờ con cái rất là lâu rồi, nhưng mà bỗng nhiên các bé tới thì chị ấy rất là mừng luôn. Kiểu như là mỗi lần mình vào cảm giác như lúc nào cũng nhìn con, ngắm con, âu yếm các con á, rất là dễ thương luôn. Chị ấy nói là nếu như mà chị ấy nhận nuôi á, thì sẽ coi như là cái ngày 24 tháng 12 là cái ngày sinh của các bé, và tính từ ngày 24 tháng 1 năm sau sẽ là ngày đầy tháng. Xin chào mọi người nha, ngày hôm nay thì mình ghé qua thăm lại các bé. Chị cho em coi mặt bé chút xíu nha. Ở đây là chị Dính, cái người mà đã phát hiện ra các bé. Chị hôm nay là 34 tuổi. Còn phía này là chị Mùi, là em dâu của chị Dính. Chị Mùi nay bao nhiêu tuổi rồi chị Mùi? Dạ, em 30 ạ. 30 ha. Chị Mùi thì có kinh nghiệm là chăm con 3 lần rồi mọi người. Tức là có 3 người con rồi. Đây nè, ông ngoại đang giữ một bé. Này là bé trai, là bé lớn nhất ha. Bên này là một bé gái nữa. Bình thường thì hai bé này đi học, hôm nay là thứ bảy nên các bé được ở nhà. Và có kinh nghiệm như vậy nên là bây giờ là chị Mùi là người đang chăm sóc trứng cho các bé ha, với lại hướng dẫn cho chị Dính nữa đúng không? Hôm qua giờ thì các bé như thế nào chị? Bữa giờ là được 24 tháng 12, tới nay là 30 tháng 12 là được 6 ngày rồi đúng không? 6 ngày rồi. Các bé là có nhiều cái thay đổi không chị? Thấy có nặng hơn không? Cảm giác lên cân phải không? À. Nhưng mà theo như là các chị chia sẻ là bé trai thì ngủ nhiều hơn, còn bé gái thì hay thức chơi nhiều hơn đúng không? Giờ mọi người cũng thấy này, bé gái thì đang thức, ngủ xong rồi, đôi mắt to tròn. Nhưng mà bữa giờ là còn có khóc không chị? Có chứ, bé gái cũng hay. Bé gái thì hay khóc ha. À, còn bé trai thì ngủ nhiều. Bé đói sao lại khi tả thức kia. À dạ. Đó. Miếng này vậy hả? Trời ơi. Bé này uống sữa được không chị? Được chị. Bây giờ ví dụ như một bé như vậy là uống được khoảng bao nhiêu ml sữa chị ha? 90 ml luôn hả? Là hết luôn. Wow. Rất là giỏi, trộm vía rất là giỏi luôn á. Theo như thông báo của cơ quan chức năng địa phương là người ta phát thông báo từ ngày 25 tháng 12 tới nay là 30 tháng 12 đúng không? Như vậy là tầm khoảng ngày 1, ngày 2 là sẽ qua cái thời gian mà cha mẹ nhận em bé. Bên chính quyền có nói gì mình chưa chị Dính? Chưa thông báo gì ha? À. Mình thì cũng dự định là để khi nào có dịp ghé qua thăm các bé luôn, nhưng mà sắp tới thì có một cái chuyến đi khá là xa nên là nhân dịp mà đang đi làm dưới đây thì ghé qua để thăm các con luôn. Ngày hôm nay thì mình có chuẩn bị sữa tã ha. Mình ở nhà nó phụ anh qua lấy để mang vào cho các bé nha. Giờ là mẹ với lại dì là mợ ha.
đang chăm cho hai em rồi, bây giờ là bé 3 tháng là phải để cho ông ngoại chăm. À, ông nội. Nhưng mà cháu nội. Dạ. Nhưng mà ông nội thấy cũng dễ chịu quá ha. Dễ ma con. Dạ. Dễ nhất, dễ nhất nhà luôn á. Tức là bây giờ là thấy mẹ chăm vậy chứ cũng không có đòi, không có cần anh. Để cho mẹ chăm em. Nó bú no được được. Dạ. Ăn là dễ nhất. Dạ. Cũng rất là may mắn mọi người, tức là trong gia đình là cũng có một người em dâu vừa sanh em bé được khoảng 3 tháng, nên là hai bé sinh đôi cũng được hưởng ké một sữa tã. Đây. Đây, ăn vô. Cái này là của một cái người chị của Chiến mà cũng thường xuyên là hỗ trợ mấy em nhỏ, đó là chị Nguyễn Hoàng Anh Thư ha. Hôm nay là chị gửi thêm cho các bé là 4 biệt tạ với lại 3 hộp sữa lớn. Bữa là mới hết có 1 hộp thôi à chị Dính ha. Là bây giờ còn 5 hộp chắc là dùng được trong 1 tháng đó. 5 hộp với 3 hộp là chắc được tháng. Bữa rồi bữa giờ rồi có đòi uống sữa mẹ không chị Mùi? Hai nhỏ rồi nè. À vậy hả? Bữa giờ rồi có đòi uống sữa mẹ không chị Mùi? Hai nhỏ rồi nè. Có bé em uống sữa mẹ. À vậy hả? Còn bé này ngủ không rồi sao mà uống được đúng không? Bé em thấy nhỏ quá, cho kèm thêm. Bé 3 tháng của chị là tên là gì? Dạ, bé Long. À bé Long luôn hả? Vậy là bé Long phải chia sẻ sữa đó với lại bé gái. Hai bé này bây giờ là mấy chị đặt tên chưa? Chưa đặt luôn ha. Trên mạng thì một số anh chị cũng chia sẻ là hai bé là sinh đôi mà một nam một nữ nữa, có thể là một cặp Long Phụng á. Thì người ta khuyên là nếu mà được thì đặt cho bé trai tên Long, bé gái tên Phụng. Và ở nhà mình có tên Long mất tiêu rồi ha. Thường là khi mà sanh ra là những cái bé sinh đôi này thường bị sinh non mà bé nhỏ hơn á, thì mẹ sẽ chăm kỹ hơn, mẹ ẵm nhiều hơn á, thành thử là bé quen cái hơi của mẹ. Mình cũng từng đi hỗ trợ rất nhiều em bé sinh đôi, đa số là vậy, sẽ có một bé tự lập và một bé thì được gần mẹ hơn. Buổi tối rồi là ba đứa nhỏ nằm chung với nhau luôn hả chị hả? Nhỏ nằm chung với chị. À chị Dính một mình chăm hai bé luôn. Đúng rồi. Rồi chị Mùi chị chạy qua chạy lại thôi. Ồ vậy là chị Dính giỏi chứ bọn. Mới mẹ, mới là mẹ được 5 ngày mà cái này là có thể chăm hai bé trong đêm luôn rồi. Đêm có mất ngủ không chị Dính? Cũng có chứ. Đúng rồi. Ít nhất là 3 tháng đầu đúng không? Là đêm phải thức ít nhất là 3-4 lần. Thức trước thì sẽ uống sữa trước. À đứa nào lao eo là cho uống đứa đó. Đứa nào dậy thì thức thì uống sữa trước. Hai đứa sợ nhất là không kịp cho lần hai đứa đó. Khóc hai đứa mà đứa này có đứa kia nó dậy nó ít khóc, còn đứa này nó dậy nó khóc nè. Nhưng mà chị có cái máy hâm sữa chưa? Có, để trong bình thửa ở trong. À để trong cái này phải không? Rồi, này là pha sẵn xong rồi để trong cái ủ ấm mọi người. Nếu mà có cái máy hâm sữa thì tiện hơn, tại vì bỏ vô cái là nó sẽ nóng á, chỉ cần lấy ra sử dụng thôi. Năm ngày qua là chị cứ ngồi chăm chăm vậy hả? Rồi ăn uống sao? Tới giờ cơm sao? Nó ngủ thì đi ăn cơm, ăn xong cơm rồi lại ngồi như vậy tiếp. Tại nó hay giật mình, bé này nó hay giật mình.
Mọi người biết sao không? Bé trai thì trộm vía là bé tự lập nhiều hơn nên là không phải căng nhiều. Còn bé gái thì ở đây là phải vỗ về thì bé mới ngủ ngon được. Nhưng mà mọi người cũng nói rằng là hai bé này có cái sóng mũi cao ha. Giờ mới thấy mở mắt ra nè. Cái cười kìa, cười với mẹ kìa. Xì keo ha, tính ra thì chị ấy gặp được các bé là ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi ha. Nhưng mà kiểu chăm sóc giống như mẹ ruột vậy đó. Scale là gì chị? Ngủ ngon ha. Bé nhỏ này chị có cho uống D3K2 chưa? Uống cho nó ấy xương á, chắc xương. Mấy bé này chắc cũng sắp tới cũng phải uống nè, để cho xương nó chắc hơn. Và ban đêm nó không có bị trợ, kiểu không bị thức giấc giữa đêm á. Hồi đó là mấy tháng là chị cho uống? Dạ, mới vừa bệnh viện người ta bán cho. Đúng rồi, có cái loại là mới sanh ra là mình uống được luôn ha. Nhưng mà mình phải mua đúng cái loại đó nha, có nhiều loại là lớn mới uống được á. Cái loại mà nó trắng trắng á, màu nó đục trắng á, chứ còn mà cái màu nâu nâu là nó khác á. Đúng rồi. Trẻ lớn. Dạ. Có một cái điều may mắn là các bé thì được chị Diễn đưa vào đây chăm sóc, thì có người em dâu cũng đang chăm con, chị ấy có nhiều kinh nghiệm chăm em bé rồi nên là chị cho chị Diễn. Chứ mà một mình chị Diễn chắc là cũng lúng túng ha, nếu mà không có chị Mùi á. Giờ quen từ từ rồi quen, nó tầm một tháng là sẽ rành thôi. Bé Linh, chú hỏi này, con thích em bé nào nhất? Con thích bé Cô Bo. Cô Bo là bé nào? Chỉ chú coi coi. Đây là thích em rồi con nhé. Bây giờ sao ta? Cho chú bé một bé vậy là con cho bé nào? Bé Kiều. Bé Cô Bo đi luôn hả? Để chú bé Cô Bo về nhà nuôi nha. Chịu không? Đây có hai bé trai rất là dễ thương mọi người. Dưới quê kiểu như là cứ chạy nhảy chơi đùa gì đó. Sao con? Đi nói gì? Nói gì? Nói đó, năm bé. Bữa giờ chồng của chị Dính về thăm hai bé này chưa? Đang làm công việc phải không? Chắc cuối tuần mới về được hả? Chứ là anh cũng cũng gọi điện cho anh xem mít hả? Anh khoái không? Khoái hả? Nhiều khi đó là do cái thể hình nữa, một bé gầy ở một bé đỡ gầy hơn thì nó sẽ khác nhau. Mà khi nào mà cân nặng bằng nhau thì mình mới so sánh dễ hơn. Theo như bữa mà bên cơ quan chức năng kiểm tra mọi người, tức là bé gái là nặng được 2,7 kg, còn bé trai là nặng được 3,5 kg, chênh nhau tới 800 g lận. Tuy nhiên qua kiểm tra sơ bộ thì tim phổi không có vấn đề gì, sức khỏe của các bé là không có cái gì bất thường cả, mọi thứ đều ổn. Cỡ này là bắt đầu chích ngừa được chưa nhà ha?
Thường là sẽ có mũi đầu tiên này đúng không? Chích rồi ha. Vậy là sang tại bệnh viện. Có chích là sang tại bệnh viện rồi. Mà gần đây là có bệnh viện không chị? Trang Bom mình có bệnh viện không? Chắc là sang ở đó. Mà ở đây là đâu có trung tâm chích ngừa đâu, mà chích tại y tế phường ha, y tế xã. À đúng rồi. Mày có chích có tốn tiền không chị Dĩnh? Ở đây là chưa tốn tiền đúng không? Nhưng mà mấy cái loại không tốn tiền này là mấy bé chích vô là dễ bị sốt lắm mà. Đây nó nặng quá. Ngày xưa tôi được có 6 tuổi là tôi có em. À dạ. Cái đứa em sinh năm 1967 á, tôi dễ với thành phố. Là 6 tuổi là chú bắt đầu trong em rồi. Ngày xưa ẩm thì không ẩm được bao nhiêu, nhưng mà gọi cho cái thau lôi ra ngoài vườn. Dạ. 6 tuổi là đã có kinh nghiệm rồi mọi người. Bây giờ chú 61 tuổi rồi mà liên tục là giữ, là giống như mọi người nói là giữ rất là nhiều cháu rồi. Đâu chị? Quá trời vú sữa nhìn đã ha, trái quá trời trái luôn à. Tới nè, tốt. À, nhìn nó bóng bóng rồi, nó chín rồi ha. Dạ. À. Với lại ở dưới cái bãi nó đổi màu rồi đó. Dạ, đó mọi người coi trái quá trời trái luôn ha. Mấy cái chuối già này mà chưa không chín đồng loạt mình bán như thế nào? Thì người ta tới người ta chặt cái này quầy nào già thì người ta chặt mà. À. Người ta tự biết. Để em ủng hộ cho một quầy nha. Đây, chắc chặt chàng mấy quầy này đi. Móc sát sát vô á, đừng có móc dài quá. Móc cái lưng của cô. Móc chép xéo rồi là này. Cắt chuối rồi cắt vậy đó mọi người. Nhà khi mà bán là người ta còn cắt ra nữa. Cái này ra đụng chúng ta. Dạ không phải chỉ lấy nải thôi. Người ta chỉ lấy nải thôi, còn chừa mấy cái thân này ra ha. À. Đây mọi người thấy ảnh đang bỏ phân cho chuối mọi người. Đây là gần thu hoạch rồi là cũng vất vả lắm. Vừa phải là tưới nước mà vừa phải bón phân. Rồi từng cây chuối vậy nè, người nông dân phải chằng lại. Chằng lại vậy nè, để cho nó không bị ngã đổ rồi mới có thu hoạch. Còn mà nó ngã xuống là coi như là hư cái buồng chuối luôn. Nhưng mà theo như chú nói là năm nay chuối chỉ có giá tầm khoảng 2-3 ngàn một ký thôi. Là rất là mất giá luôn á, nhiều người là bị lỗ. Thậm chí là những cái người mà thuê đất đó là không có hồi vốn được đó, người ta bị lỗ nhiều quá, người ta phá sản luôn.